Bạn cần mua robot giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k robot. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ kè thơi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Ấy vô, xin chào anh chào lại với kênh của mình. Thì hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Defense nha. Thì hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ làm một cái video về đội hình có râu anh em, chờ anh em nghe. Yêu cầu tôi dữ quá anh em, gọi là không làm xíu anh em gọi là căng thẳng quá. Tôi quyết định là sẽ làm video đội hình có râu nha. Và sau khi mà tôi đã quyết định tôi chốt sổ đội hình này anh em, thợ tôi kéo từ trên tôi kéo xuống á, lựa mấy con có râu nghe, phải nói là nghe. Mấy con có râu đại đa số là ở trong quanh bi hết anh em ạ. Khổ thật sự luôn á, nên tôi quyết định là tôi chỉ đem hai con có râu, râu trắng râu đen thôi nha anh em. Tại nếu mà kéo xuống anh em rất là nhiều con cũng có râu nè, chẳng hạn như là con nè, con Fujitoram có râu nè, con này cũng có râu nè, nhưng mà thôi. Nếu mà đem theo mà nguyên đàn mà có râu kiểu này chắc là họ đã thành đội hình mà quanh bi mất. Tôi xin phép là không có đem mấy con có râu kiểu như Mai Hot rồi hai con nãy nha anh em. Tôi sẽ đem theo gọi là Fireman cùng với gọi là ông này là ông Fry là Ngạo sư Escano phiên bản 5 sao, với lại là em phục tổ thôi nha anh em. Thì anh em có thể gọi là coi cái đội hình của mình cũng như là coi những cái ốp mình gắn nha. Chủ yếu là mình gắn cái ốp ốp gọi là Blue Eye cho con râu đen để thử coi nó có xịn sợi không. Rồi thì mình cũng đã nhờ thêm một thằng nô lệ đi theo để hỗ trợ mình, tại cái đội hình này thì nó cũng mạnh nên là có hỗ trợ theo nó sẽ ngon hơn anh em ạ. Thì mình sẽ đi thử cái mà farming thử coi đội hình này có gọi là ngon nghẻ hay không nhé. Rồi không nói nhiều nữa, vào video để xem thử coi đội hình mình hoạt động chân chu hay không nào. Đó anh em ạ, thì tôi đã vào cái chỗ farming nha anh em. Thì cái đội hình này để thủ đầu thì nó cũng phải gọi là khá chua anh em ạ. Anh em thấy đó, con này thì đa số nó cũng trên 600 con anh em. Đó là để mà thủ đầu thì chắc là tôi phải nhờ thằng nô lệ tôi chạy xuống dưới thủ thôi. Tôi sẽ ép một con gọi là Fireman ở trên này để thủ anh em. Chứ mà đặt cái con Fireman này ở dưới thì cái khả năng thủ nó cũng không có xịn sò lắm. Rồi thì cứ đợi quái nó tràn xuống thôi anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ tích tiền để con Fireman ngay đây nha anh em. Hai con Fireman đứng ở trên là chắc chắn là chúng ta sẽ không bị lũng nhà. Cái này là gọi là kinh nghiệm mà chúng ta đã biết được rất là lâu rồi đó. Ui hình như là thủ cái này thì chắc là sẽ lũng cái này, mà thủ cái này thì con lũng không, lũng là đỉnh thế. Mình chưa có, mình vẫn chưa đi cái map này nhiều anh em ạ, nhưng mà hiện tại là chắc là phải bắt đầu tập trung farm thôi anh em, bởi vì anh em biết rồi đó, chuẩn bị từ game tới update, mà game tới update cỡ này là nó có thêm mấy cái vụ ốp ốp này cũng hay lắm anh ạ. Nên là tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu gọi là farm ở đây nhiều đi để dành gọi là nguyên liệu trước, khi mà ra ốp thì chúng ta sẽ có luôn. Rồi Fireman của tôi được gắn cái ốp lửa nên anh ta gọi là nướng thì nó cũng rất là nhiều đam anh em ạ. Ở đây thì cũng có thêm cái con Conan để chắc chắn rằng là sẽ không bị lũng quái nên tôi cũng yên tâm. Thì con này chúng ta phải để first nha anh em, còn một con ngay đây thì chúng ta sẽ để last nè. Khi mà ép được hai con rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bị lũng nha. Thì nó chỉ tạo cho chúng ta được cái cảm giác an toàn tầm 5-6 quay thôi anh em. Thì 5-6 quay sau thì anh em phải gọi là nâng cấp lên một tí, thì cũng chỉ là một tí thôi đủ anh em ạ. Bởi vì cái con Fireman này nó có hiệu ứng thiêu đốt nên là rất là ngon nghẻ cho những cái tình huống mà phòng thủ của anh em. Rồi hơi nguy nha. Nhìn nó hơi lủng lủng xíu nha, hơi căng nhưng mà không sao đâu anh em, kiểu gì thì hàng nội lợi của mình nó cũng sẽ tìm cách nó phòng thủ được thôi. Con này để lát nha anh em, vậy chắc chắn là chúng ta sẽ khó lòng bị lủng rồi đó. Giờ nếu mà sợ nó thì anh em chỉ cần úp cái con này nè lên một cấp nữa là được anh em ạ. Úp lên cấp nữa là mọi thứ nó sẽ gọi là đai chua bư thôi. Rồi ổn, mình chú ý là mình sợ mấy con chạy nhanh thôi anh em, tại có một vài con chạy nhanh đó nó có khả năng gọi là đục cái nhà của mình được, còn mà mấy con mà kiểu mà đi chậm chậm cái này thì chắc chắn là không có cửa nào mà đi lại Fireman của mình. Rồi nhưng mà mình vẫn gọi là có cái mà tích tiền để mình úp một con lên anh em ạ. Đấy kiểu gì cũng có một con lủng đó anh em, để cho chắc nữa thì mình nên thêm một con nữa, mà tiền bạc kiểu này thì hơi toan úp cấp nữa đi. Sau mình sẽ đặt một con thêm đây nữa là không bị lủng anh em ạ, chắc chắn là không bị lủng, thêm con ngay đây nè, first là tự tin là không bị lủng nhà. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu tập trung farm anh em. Ấy thì nói chung là mình thì lúc nào mình cũng tư tưởng là phải gọi là thủ đầu cho nó chắc chắn đã, rồi sau đó muốn làm gì làm, mình phải có cái nền móng cho ngon nghẻ rồi xong mình mới gọi là bắt đầu phát triển lên được, chứ mà nghe không có cái nền móng thì không thể nào mà làm ăn gì được anh em ơi. Đấy phải gọi là anh em gọi là học thì nó cũng giống cái vấn đề học hành của anh em thì cũng vậy thôi, anh em phải học từ một cái gọi là những cái căn bản trước rồi xong anh em mới gọi là nâng cao được, chứ mà nghe cái việc mà căn bản anh em là không xong rồi anh em sao mà dám nghĩ tới mấy chuyện mà dám tơ tưởng đến mấy chuyện mà cao siêu được. Đấy đó là cái việc mà mình khuyên anh em. Rồi thì bắt đầu mình nghĩ là cái vấn đề mà cái nền nhà chúng ta đã được xây gọi là ổn thỏa đó nghe anh em, nên là tôi sẽ bắt đầu farm nhé. Rồi ơi cái ổn thỏa chứ nhờ, bà mẹ mới nó ổn thỏa xong sao nó vẫn lủng nha, thôi không sao rồi, dành là vậy là chắc là ổn thỏa đó anh em ạ. Thì ok mình sẽ bắt đầu farm nghe anh em. Thì cái vấn đề farm của mình thì cũng khá là nhàm chán nên là mình sẽ tua nhanh lên thẳng cái quay thứ 15 đi, lúc đó mình farm xong thì mình sẽ trở lại nghe anh em. Rồi bắt đầu tua nhanh thôi. Tomorrow. Rồi anh em ạ, thì tầm cái quay thứ 14 hoặc là cái quay 13 rồi đó mình đã trở lại nghe anh em. Thì mình trở lại nhanh hơn dự kiến bởi vì
Nói chung là tại mình farm cũng hay này mà, bởi vì là mình farm nhanh map quá đấy, kiểu như vậy. Thật ra là tại vì á là cái quái của trong cái này á thì nó sẽ ra nhiều hơn Infinity, nên là chúng mình sẽ gọi là có được nhiều tiền hơn từ quái và mình đã nâng cấp nhanh hơn, nên là mình trở lại sớm hơn anh em ạ. Thường á là tầm cái nếu mà mình thủ cái kiểu đó thì tầm quay thứ 15 mình mới max được, nhưng mà do cái lượng quái nó nhiều hơn nên là mình đã max farm sớm hơn dự kiến anh em ạ. Thì thôi, nói chung là max sớm hơn thì cũng tốt anh em ạ, mình có thể dư một khoảng thời gian rất là chém gió anh em. Thì hiện tại anh em thấy rồi đó, chỉ với một Fireman thôi là mình đã ép được quân thù gọi là đứng ở trong này rồi. Thì chắc cảnh này anh em cũng quen mà, cảnh mà một Fireman đứng ép thành thì cảnh này quá là quen thuộc luôn. Anh ta có thể gọi là ép rất là tốt cho chúng ta, ép đâu tầm quay thứ 20 anh ta mới bắt đầu lủng. Thì nói chung là ép được đó, nhưng mà quái bay thì vẫn lủng anh em ạ. Thì không biết anh em đánh giá như thế nào, chứ tôi là đánh giá lúc gặp đánh giá cao Fireman hết anh em ạ. Thứ nhất là anh ta có lửa và thứ hai là anh ta là Fireman thì anh ta có thể gọi phòng thủ rất tốt. Đùa thôi, chứ thật sự là cái AOE tàn phần của anh ta thì 10 giây với là cái rừng răng như thế này là vẫn rất là ổn này mà. Anh ta có thể phòng thủ cho anh em. Lại là anh ta có lửa nữa. Mình thích mấy cái nào lửa lửa lắm mà. Mình là hệ quả mà, phúc hệ quả mà, nên là mấy cái gì lửa lửa mình ưng lắm anh em mà. Đấy, kiểu như vậy, mình là thích mấy cái mà sơn sơn đó anh em. Anh này không có sơn mà nói chung là mình thích tại anh có lửa. Đấy, thủ nói chung mới đặt rau trắng thì mình có thể gọi là phòng thủ được mấy con quái bay này mà, khá là ngon. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gọi là mình sẽ xóa con rau trắng đi nghe. Ôi trời bà mẹ nó sao nghe mấy con quái bay nó ra liên tục nha. Thì mấy con quái bay này anh em thì chỉ với một cú đấm thôi là mình có thể tiễn mấy này đi hết nha anh em. Cú đấm của rau trắng thì sẽ là gấp 3 lần cái lượng lượng đam của ông ta sở hữu. Là ông ta nè, bây giờ là 20.000 đam nè, thì cú đấm của ông ta sẽ gây ra sát thương là 60.000 đam. Đấy, kiểu vậy, hai con là 100.000 đam, anh em thấy lượng đam mới nhảy lên đó. Thì cũng ổn, cái lượng đam này rất là ngon anh em, lượng đam 60.000 đam này rất là ngon. Bởi vì vì sao á, thì anh em được boost lam lên á, thì một cú một kiệt chiêu của rau trắng sẽ gây được 180.000 sát thương bằng với một con Kirito sử dụng được chiêu. Nhưng mà có một cái là anh em có thể bán đi và bắt đầu sử dụng liên tục được. Thì ok, cái đó là cái vấn đề mà của rau trắng này. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu gọi là đặt những cái quân mà cần thiết ra những cái vị trí cần thiết nha anh em. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ đặt rau đen ra trước, bởi vì anh em biết rồi đó, rau đen luôn là một cái quân mà cực kỳ cần thiết trong đội hình chúng ta. Thì rau đen của tôi là ngày hôm nay là tôi đã up cho ông ta gọi là cái up tăng rank để anh ta làm việc nó ngon nghẻ nha anh em. Đấy, thì có nhiều anh em gọi là nói chung ở đội hình này tôi cũng chả biết gắt cái up rank cho ai, có thể gắt up rank cho Fireman cũng được để anh ta tăng rank lên, anh ta phòng thủ ngon hơn. Nhưng mà thôi anh em, Fireman xài up lửa, Fireman mà xài up blue eye nghe nó cũng không hay lắm, kiểu như vậy. Rồi, con này để lát, con này để first nha anh em. Đấy, chỉnh lâu chỉ là anh em cái cách mà đặt này mà chắc anh em biết rõ chứ ngờ. Nên là thôi, chỉ là sơ sơ cho anh em biết thôi, kiểu vậy. Đặt con này ngay đây, tôi mà đặt quân này ra thì chắc ăn là không thể nào bị lủng rồi anh em à. Tôi đặt, tôi là chùm mà đã mấy cái dead này mà làm sao mà gọi là để quân nó lủng được. Giờ tôi sẽ ép quân nó gọi là nghe không có mà xuống dưới được luôn nghe anh em. Tôi sẽ để là ở đây hết, gọi là không cho nó tới đây. Tới đây không có cần phải đặt quân ngay đây, chúng ta sẽ ép hết vô đây để rồi tụi nó bị dính hết ở ngay đây luôn. Rồi đặt con này là lát cho tôi. Đấy, ép quân ngay từ lúc đầu luôn. Đấy, thêm một con ngay đây nữa là first nè, con này thì đặt là first cho tôi, không có cho mà nó gọi là tràn vô tới nhà chúng ta, chúng ta bắt đầu phòng thủ. Đấy, con này sẽ là first, nó sẽ first khi mà mấy con quái này chạy tới đây thì nó sẽ tấn công. Đó, vậy là ok nha, tôi đã xong được 8 con rau đen nha anh em. 8 rau đen này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là không có bị gọi là nghe lũng quái nữa này mà. Cộng thêm một Fireman ở đây nữa thì chắc chắn là chúng ta có thể lên wave 30 mà yên tâm rồi đó. Giờ bây giờ thì chúng ta bắt đầu đặt quân ra phòng thủ thôi. Thì chào bà mẹ quên đó, cái con Pride này nó có cơ chế rồi tự tăng sức mạnh mà nãy tôi quên, tôi không đặt ra sớm. Lâu quá không sử dụng anh em, lâu quá không sử dụng, lỗi tôi. Mà nói chung là cái cơ chế tăng sức mạnh của nó cũng không có nhiều lắm, nên là tôi quên cũng được anh em ạ. Cả cái sức mạnh của nó tăng đâu có nhiều đâu. Đấy, có bằng 6 đam chứ nhiều, tăng có bằng nhiêu đâu. Nói chung là quên xíu ha anh em, tha lỗi tôi ha. Nếu mà chúng ta gọi là thành công mà lên được quay thứ 60 thì chắc là con của chúng ta nó cũng sẽ lên được khoảng 10.000 đam đó. Nhưng mà để coi là chúng ta có thể lên được hay không nhé. Tôi mong là có thể lên được, tại tôi cũng ở lớp trước con này cũng top tier nhưng mà hiện tại không còn top tier nữa, nên là tôi xin lỗi hơi quên xíu. Úp thường là con này tôi nếu mà ngày xưa mà tôi dùng thì con này tôi sẽ đặt ra xong úp lên một cấp rồi tôi bỏ, chứ mà còn bây giờ thì chúng ta chắc là thay đổi tí xíu, chúng ta sẽ gọi là giờ thì đặt hàng lại nâng cấp lên thôi, không có còn mà như ngày xưa nữa. Đấy, ai cũng khác này mà. Tôi sẽ đặt mấy con này ngay cái vị trí này nha, tại tôi lười lựa vị trí quá. Nếu mà đặt kiểu này cũng được, mà đặt kiểu sao cũng được, tại chủ yếu là nói chung là tôi cũng làm biến lựa chỗ đó. Nói mẹ ơi, vậy tôi làm biến lựa lý do á, làm biến lười lựa chỗ quá, đặt thí đi, con này cũng không có mạnh mẽ đâu. Đấy, đặt đại đi cho nó có vị trí thì nó phòng thủ được rồi. Chúng ta chỉ cần để ý mấy con mạnh hơn kiểu Phật Tổ này mà. Thì Phật Tổ chúng ta sẽ đặt ở cái vị trí nào nó thông minh một tí xíu. Phật Tổ thì kiểu là AOE 120 độ nên chúng ta phải nếu mà tôi đặt ngay đây
ông ta sẽ quạt ngược qua cái hướng này. Hay là đặt ngay đây. Đặt ngay đây thì ông ta sẽ quạt lên trên cái góc này. Có vẻ cây đây ngon hơn nè anh em. Cây đây có vẻ ngon hơn nè. Cây đây thì ông ta sẽ quạt được khúc này. Khúc này và khúc này. À, được được được. Thì ông ta sẽ đặt ngay đây. Đấy nghe, này đây, đây đây cho anh em coi nè. Chúng ta sẽ gọi là tính toán cái kỹ chiến thuật như thế nào để chúng ta có thể gọi là hack farm ngon, có thể đâu bút trang thử, bút trang thử, bút trang cho ông Phật tỏ thử rồi. Nếu mà chúng ta đặt ngay đây mà chúng ta để lát thì khi mà thằng này nó bút trang lên cho chúng ta, bút trang Adet ơi, bút trang thằng đâu lại ơi, rồi có vẻ nó AFK anh em ơi, chết rồi, bút trang rồi không ổn, bút trang lên khổ quá rồi. Có vẻ như là nếu mà chỗ này bút trang lên á là chắc chắn là sẽ được anh em. Tôi tin là cái chỗ này bước trang lên thì nó sẽ tới. Đó, đúng rồi đó anh em ạ. Mà để cho chắc thì chúng ta nên kéo lên tí xíu. Đấy. Chỗ đó là được nghe anh em, nhưng mà chúng ta nên kéo lên một tí xíu thì mấy ông già này là hơi ngốn tiền chúng ta xíu, nên chúng ta sẽ gọi là up cấp trước đi ha. Đấy, đặt gì up một cấp trước thôi. Đấy, ngay đây khi mà chúng ta kéo ngang qua thì chúng ta sẽ gọi là có được cái lượng đam gọi là ngon nghẻ nhất. Rồi, setup sao để chúng ta bắt đầu hít hết đam thôi anh em ạ. Chứ đi challenge á là tôi á thường là tôi đi farm đam anh em, đi farm đam trong challenge này đã cực anh em ạ. Một trận là tôi có thể farm được 3 tỷ đam một cách lười biếng anh em ạ, chưa kể là được thêm nhiều nguyên liệu nữa. Thường á là đi cái này ngon hơn. Nếu mà anh em không phải đi kiếm ẹp á thì đi challenge sẽ là một sự lựa chọn ngon nghẻ đó anh em ạ. Challenge thì nó cũng cho anh em một vài con ẹp mà, chứ đâu có tệ đâu. Mà đi cái kiểu mà XGM thì nó sẽ ngon hơn. Đi Infinity XGM thì sẽ cho nhiều ẹp hơn. Đấy, nhưng mà cái lượng đam thì nó cũng ít hơn nữa anh em ạ. Không hiểu luôn á, sao mà đi Infinity XGM cái lượng đam nó ít hơn ta. Chắc là tại cái quái nó ra ít hơn, nhưng mà cái chất lượng nó nhiều hơn anh em, nên là anh em sẽ hack được ít đam hơn. Đấy, kiểu như vậy. Infinity XGM là một cái mod mà tôi nghĩ là không có dành cho hack đam tốt anh em, nên là anh em khi mà đi cái đó thì anh em nên suy nghĩ một tí nha. Rồi, thì khi mà thằng này nó boost đam kiểu này thì chúng ta nên đặt rau trắng đâu ta. Bữa đam kiểu này hơi khó để chúng ta đặt rau trắng. Và nói chung là cũng có chỗ đặt thôi chứ không có. Đấy, cứ đặt thí ngay đây là được. Ngay vị trí này vẫn là một vị trí khá là ổn áp để dùng rau trắng hai con. Đấy, 8 con rau trắng. Rau trắng thì cứ up mát thôi. Ngay chỗ này cũng được anh em. Ngay chỗ này thì khi mà tắm thì nó cũng sẽ tạo một cái khu vực AOE cũng to, không có tệ lắm. Up. Còn này, up. Và nó là cái hình có râu á anh em, mà nếu mà tôi chọn từ trên xuống dưới anh em là tôi bắt là thế nào cũng trúng 5 con. Nếu mà tôi mà gọi là nghe không có mà tin ý, tôi bắt là kiểu gì cũng trúng 5 con trong One B anh em ạ. Tôi kéo từ trên xuống dưới là thứ nhất là gặp râu trắng, râu đen kiếm nè. Đấy, xong gặp thêm con râu đen 5 sao nữa, sau đó chúng ta sẽ kéo xuống là gặp tới là Fujitora, xong rồi gặp tới ông già Grab là bắt chúng nào trúng 5 con, kéo thêm tí nữa là sẽ gặp Mayhawk. 6 con là trong mà đội hình One B hết luôn anh em ạ. Đấy, kiểu như One B mới có mấy con có râu anh em, còn mấy cái mà không có râu anh em gọi là phải lựa cho nó kỹ anh em ạ. Ấy thì cái game này chúng ta gọi là râu ria có vẻ là nó cũng hiếm chứ không phải là không hiếm, nhưng mà hiếm với mấy cái anime khác thôi, chứ trong mà One B thì nó cũng không hiếm lắm. Đấy, giờ chúng ta đã xong được cái vàng râu trắng anh em. Bây giờ tới Fireman thì như tôi nói rồi, Fireman một unit mà có hiệu ứng đốt thì chúng ta nên chia ra chứ không nên gọi là dồn lại một khu vực. Nếu mà dồn lại một khu vực thì cái lượng đam sẽ không ngon lắm. Đấy, nên tôi sẽ chia Fireman ra ở những cái vị trí mà gọi là tôi nghĩ là nó hợp lý anh em. Đây, Fireman nằm ngay đây. Đấy, ngay đây chưa được anh em. Con Fireman này có thể chúng ta lựa những cái vị trí ngon hơn cho nó để nó gọi là phòng thủ anh em. Rồi mấy con quái bài chắc không sao đâu anh em. Quái bài thì thằng nô lệ mình nó có con gọi là này để thủ nên là chúng ta không sợ lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ đặt Fireman ở trong này nghe anh em. Tại vì chung là ngay đây thủ cũng được, ngay đây được bút đam lên thì nó vẫn thủ tốt. Đấy, tí mình sẽ gọi là up mát mấy con kia sao. Mình sẽ up mát mấy con Phật tổ sao. Bởi vì Phật tổ sẽ là một cái lượng đam khá là nhiều ở trong đội hình này đó. Chính xác hơn là nó sẽ có thể là đam chính của đội hình này luôn anh em ạ. Thì để cùng coi nhé. Phật tổ thì cái lượng đam của chúng ta sẽ rơi khoảng là đâu tôi nhớ là 59-55k khi mà chúng ta mát búp, mát búp với lại là mát cấp. Thì nhưng ông ta sẽ thua đam đáp, nhưng mà được cái là ông ta sẽ đánh trúng nhiều mục tiêu hơn, nên là có thể gọi ông ta là đam chính kiểu như vậy. Mấy con này thì chúng ta không có cần, tôi nghĩ là không cần phải chỉnh gì đâu, chứ để phết thôi. Phết thì anh ta sẽ gọi là quánh được mấy con ngay đây hả. Tôi nghĩ là chúng ta nên để là để sao cho nó ngon nha. Nếu mà để lát thì ông ta sẽ đánh ngay đây. Ở đây cũng đâu có trúng nhiều ta, nhưng mà mấy ông ngay đây để lát thì nó lại ngon. Vậy thôi, không ngay đây để lát. Đấy, chúng ta phải tính toán kiểu gì đó để chúng ta được hít nhiều đam như có thể này mà. Dù sao chúng ta cũng là người đàn ông tham lam mà. Đấy, kiểu như vậy. Lát hết cho tôi cái đàn này. Ý. Rồi, ổn, cứ cho là vậy đi. Cứ cho là vậy đi, chúng ta sẽ gọi là hít đam được nhiều đó anh em ạ. Rồi, Fireman thì chúng ta sẽ gọi là thêm một ông ngay đây đi. Thêm một ông ngay đây nữa là được anh em ạ. Chia ra. Chạy cái có mấy con chạy nhanh mà, có biết đâu là mấy con chạy nhanh nó trốn được Fireman này sao. Thì có là ông Fireman này sẽ gọi là nướng cái con đó tiếp.
Rồi còn lại thì chúng ta cứ chia Fireman ra ở những cái vị trí mà cần thiết thôi. Rồi thằng này nó có đặt mấy con gọi là mấy con gì nè, mấy con Merlin ở khúc này để gọi là đóng băng quái nè anh em. Thì chúng ta sẽ gọi là chơi ké anh em, mà chúng ta sẽ đặt Fireman ở những cái chỗ này để gọi là ké đam anh em. Đấy, ngay chỗ này chắc là một Fireman được anh em ạ, chia chia ra. Tại vì lượng đam đốt này thì chia chia ra nó sẽ ngon hơn kiểu vậy. Nếu mà dồn lên khu thì nó cũng không ổn lắm. Đó, thì nãy anh em thấy rồi đó, những cái con quái chạy nhanh thì khó lòng nào mà có thể gọi là vượt qua được cái hàng mà rau đen mà tôi đã set up từ ngay lúc đầu anh em ạ. Đi kiểu gì cũng bị dính thôi. Còn mấy con bay thì chắc chắn là nó sẽ chạy qua rồi, bởi vì cái tuyến này đâu có con nào thủ e được đâu. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tôi nhanh lên cái quay thứ 50 để coi đội hình ta thủ ngon hay không nhé. Bởi vì anh em thấy rồi đó, hiện tại là quay thứ 31 thì nó khó lòng nào mà có thể chịu đựng được cái gọi là sức mạnh của chúng ta. Nên là tôi sẽ tua nhanh quay 50. Cũng đồng thời tôi sẽ bật cái hiệu ứng nhẹ lên tí xíu anh em, bởi vì mấy con rau đen này đánh mù mắt cực anh em, nên tôi sẽ bật nó là low thôi nhé. Rồi để anh em hiểu cái vấn đề xảy ra. Rồi không nói nhiều nữa, bắt đầu tua nhanh thôi nào. The walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Rồi anh em ạ, chúng ta tới quay thứ 50 nha anh em. Hiện tại là lượng đam của tôi đã lên là 330 mấy triệu đam đó anh em ạ. Cái lượng đam rất là tuyệt vời luôn. Thì đa số cái lượng đam này chúng ta sở hữu được là do tôi đặt cái con Fireman ở trên này để chúng ta nướng quái từ lúc đầu anh em ạ. Nên là cái lượng đam chúng ta sẽ gọi là chênh lệch một tí xíu so với cái bạn kia. Nhưng mà không sao đâu anh em, bởi tôi tin tưởng là thế nào bạn kia nó cũng sẽ hơn đam chúng ta thôi, bởi vì anh ta có gọi là Goku này cùng với gọi là những cái lực lượng quân là kiểu như cái đàn mà top tier không anh em. Bạn thấy còn có thêm cái con gọi là này nữa, một trong những con mà đánh đơn mục tiêu mạnh nhất game hiện tại là con đội gọi là tổng thống Mỹ, là thêm con Conan nữa, gọi là unit mà đánh chảo mạnh nhất anh em ạ. Đấy thì tôi nghĩ là hơi tan. Ê, đánh chảo mạnh gì chứ thua con Kirito. Tôi nghĩ là thế nào lượng đam mình cũng thua bằng ấy thôi, nhưng mà do là chúng ta có Fireman đặt ở những cái vị trí hợp lý nè, nên là chúng ta đã được cái lượng đam ảo hơn mấy rất là nhiều. Rồi thì hãy cùng đoán xem là cái lượng đam chúng ta sẽ được bao nhiêu nhé. Thì hiện tại là mới quay 52 thôi, nên là tôi nghĩ là anh em thế nào cũng đáng là cái lượng đam chúng ta, anh em mà đang coi gọi là
công chiếu á, thế nào anh em cũng nghĩ là cái lượng đam chúng ta khoảng đâu 1 tỷ đam hay là 800 triệu đam thôi, thì tôi nghĩ là thế nào cũng có nhiều anh em như vậy à. Nhưng mà tôi tự tin mạnh dạn đoán là đội hình này sẽ được 2 tỷ đam đó. Ác chưa, ác chưa, tôi nghĩ là đội hình chúng ta sẽ được 2 tỷ đam. Thì hãy cùng coi thử coi là đội hình chúng ta được bao nhiêu đam nhé. Thì kể cho anh em nghe là bà mẹ nó, hôm qua anh em lúc mà 2 mấy tôi đang ngủ trưa anh em, mà bà mới có thằng kia nó gọi điện tôi, nên tôi nóng thật sự anh em, mà tôi đang ngủ ngon lành luôn, bà mẹ nó nhắn tin vô đít, nó gọi điện tôi, chờ tôi khóc thiệt sự này, mà bà đang ngủ ngon lành, đang gọi là nghe có những giấc mơ thần tiên, đang gọi là ảo ma Canada, thì nghe nó gọi điện tôi thức dậy. Xong từ 2 giờ đó tôi thức hoài luôn em, tôi thức trắng luôn em, tôi thức tới đâu nghe 4 giờ luôn, tôi không làm gì hết, tôi cứ nằm trên giường tôi suy nghĩ hoài luôn. À, nóng thật sự, lâu lâu mới được cái giấc ngủ trưa mà ngon lành mà nó gọi điện vậy, trời tôi buồn thiệt sự luôn. Từ khi mà làm YouTuber tới giờ không bao giờ mà tôi có ngày gọi là ngủ ngon hết, hoặc là nóng giận, rồi thôi kệ anh em à. Nói chung là anh em gọi là nhắn tin tôi thôi nha, đừng có mà gọi điện tôi sợ anh em á. À, anh em gọi là tưởng gọi điện trên Messenger tôi không sợ hả, tôi sợ á, đừng giỡn anh em, đừng gọi điện tôi lại anh em luôn á. À, có nhiều bạn thì gọi là nhắn tin tôi kiểu kết bạn tôi thì được, nhưng mà tôi nói thật với anh em á là mấy anh em mà xin vô video của tôi nghĩ là không được đâu, bởi vì tôi lười làm video lắm em, mà thật là ngại anh em nhìn thấy tôi ra 2 video thôi, chứ thật sự là phải có mấy thằng nô lại thúc đẩy tôi cực tôi mới gọi là làm á, chứ thật sự là tôi cũng lười làm video. Đó, mấy ngày rảnh thì tôi gọi tao đánh liên minh mà đấy kiểu vậy, không đánh liên minh tôi cũng gọi có TikTok các kiểu, tôi cũng đang tính chơi TikTok anh em, mà có vẻ TikTok hơi bị khó dùng tôi nên là tôi chưa chơi được. Thì anh em gọi là khi nào có tôi sẽ thông báo anh em sau, cũng như là tôi có một cái nhóm ở trên mà Facebook á, nếu được thì anh em hãy gia nhập nhóm thôi, để nữa nào tôi rảnh tôi sẽ livestream buổi tối, tại ít thành viên, mới có 100 mấy thành viên rồi nên tôi cũng không muốn livestream buổi tối làm chi, hơi lười. Rồi thì nãy tôi cũng đặt rau trắng, tôi chịu hỏi khá nhiều anh em ạ. À, quên nữa cho anh em coi nè, không thôi anh em bảo tôi là nghe nãy chữ up mát Phật tổ nữa đấy, tôi Phật tổ là mát hết rồi nghe anh em. Đây 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 đây, ok chưa, up mát Phật tổ, mát rau trắng, mấy con này hay mát hết rồi, để anh em thấy mà. Fireman thì đây đặt ra full rồi nè, đấy rau trắng này còn con, nãy tôi cầm rau trắng theo tôi đập nãy giờ đó anh em. Thì tiếng dưới này mình cứ tin tưởng thằng nô lệ nó gọi là quýt đam hết anh em, còn mình thì trên này mình cứ làm việc thôi. Đấy anh em thấy đó, cái cách đặt rau đen của tôi á, thì nãy anh em không có thấy con nào mà chạy nhanh hết đó, gọi là mình ép rau đen ngay từ đầu anh em ạ. Cái chiến thuật này khá là tốt để cho mà những cái người mà gọi là lười như tôi có thể gọi là tin tưởng đó. Đấy anh em có thể ép nó lên từ đầu luôn, thì cái này nó cũng không cần mà sử dụng cái ốp blue eye đâu anh em, nếu mà có ốp blue eye thì tốt, không có thì cũng không sao đâu, anh em có thể gọi là áp dụng cái cách này nha. Rồi bắt đầu chúng ta đặt ra đập thôi. Hiện tại là sắp update anh em mà, thì tôi nghĩ là tôi sẽ có cái video mà gọi là tiên đoán update sớm thôi, nhưng mà tiên đoán update cái này nó cũng khó anh em mà, bởi vì chúng ta chưa không những là phải tiên đoán mấy con có con mà sắp ra đâu anh em, cái này phải thành có chế thêm cái vụ mà ốp này nữa, nên là tôi nghĩ là tôi sẽ tiên đoán luôn cả mấy con mà có ốp, nên là anh em hãy bình tĩnh nha, tôi sẽ gọi là từ từ tôi đoán hết này mà đấy kiểu như vậy. Rồi nãy tôi ngồi đây tôi đấm thì anh em cũng thấy đó, chúng ta cũng được khá là nhiều đam, lên được 600 triệu đam nữa anh em, nhưng mà cái lượng đam của chúng ta so với bạn kia là không có còn mà chênh lệch quá nhiều nữa anh em ạ. Nguy, hơi nguy xíu. Rồi thì anh em hãy cùng coi thử coi là khi mà chúng ta giết được một con quái thì nãy giờ nó lên bao nhiêu nguyên liệu nhé. Nãy tôi không có để nguyên liệu. Ôi, mới nói luôn. Ôi, nãy được một x1 xong thì x10 nè anh em. Cái God tier này nè anh em. God tier gọi là nước mắt của thần linh đó anh em. Cái nó kiểu như tôi phải nói là cái nó cực kỳ cần thiết luôn anh em ạ. À. Nước mắt thần linh cái kiểu gì mà nó cần thiết thật sự anh em ạ. À. Tại vì tôi thấy là mấy cái lần mà gọi là mua mấy cái ốp của tôi á, mấy thằng nô lệ tôi bảo là nghe cái gì cũng đủ hết mà thiếu mỗi cái gót tia thôi anh em, không biết anh em có bị thiếu tôi không nhờ, không biết ấy, nếu mà anh em nào có bị thiếu tôi thì nhớ để là comment cho tôi biết nha. Tôi thấy là lúc nào mà tôi ghép á là mấy thằng nô lệ tôi cũng la làng, chứ tại có mấy thằng nô lệ nó vô cạt tôi mà lúc nào nó cũng than là anh ơi cái gót tia em kiếm hoài kiếm không ra, cái kiểu như vậy. Thiếu là mấy cái nguyên liệu kia là dư đâu gần 300 mà cái gót tia là thiếu gần 200, tôi cũng không hiểu. Đấy thì hôm nay tôi muốn hỏi anh em thử coi là anh em có gặp cái tình trạng của tôi hay không, cái đó là nguyên liệu hiếm thật sự hay là do tôi sukana tôi như vậy. Ê, anh em được thì nhớ lại comment cho mình nhé. Rồi nãy giờ lượng đam ta đã bắt đầu nhảy lên 800 triệu đó anh em ạ, một cái lượng đam khá là ổn, nhưng mà bây giờ quái bắt đầu lủng rồi. No, ôi không, có phải là do mình chỉnh mấy con này first anh em ạ, chứ mà mình chỉnh last là nếu mà mình chỉnh first đó thì mấy con này chết chắc đó anh em, mà do mình là người đàn ông tham lam, mình chỉnh last nè anh em, mấy con Phật tỏ nó last nè, đánh ngay đây nó ăn đam không, nó là không được nhiều đam anh em ạ. Còn bạn này thì bạn phải chỉnh mấy con này first để bạn ấy gọi phòng thủ nhà cho mình. Rồi, xin lỗi nha tôi thật là khốn lạm đấy, xin lỗi. Rồi hiện tại là cái lượng gọi là cái lượng nguyên liệu chúng ta không có còn mà lên nhiều nữa đâu anh em ạ. Cái lượng mà nguyên liệu anh em lên nhiều nhất á là tôi nghĩ là tầm những cái quay kiểu 40 mấy anh em, những cái lúc đó nó sẽ lên nhiều nguyên liệu cho anh em, bởi vì lúc đó mình gọi là cái số lượng ít thì nó cũng nhiều, cũng như là cái lượng máu quái nó cũng không có chưa có đủ trâu, nên anh em sẽ được nhiều nguyên liệu nhằm tầm những cái ải đó. Còn bây giờ cái ải thứ mà 59 nè, như vậy nè, thì anh em sẽ gọi là
nói chung là nguyên liệu nó ít cũng cao hơn đó, nhưng mà làm sao anh em có thể giết được một con quái đúng không? Mà không giết được quái thì nó đâu có cộng nguyên liệu cho anh em đâu, nên là tầm những cái quay này á thì anh em sẽ không thể nào mà được cái lượng mà nhiều đam nhất đâu. Đấy thì như vậy rồi, thì tôi thấy là có vẻ như là mấy con rau trắng chúng ta cũng không thể nào mà gọi là đặt, mặc dù đặt rau trắng là đập nhiều thiệt đó anh em, nhưng mà tôi nghĩ là cái lượng đam ta cũng không có được ảo lòi lắm, hơi buồn nha. Được mà mới có 1.2 tỷ đam thôi. Nhưng mà mấy con quái thì nó vẫn còn chưa có tới nhà đâu anh em, nên là chúng ta vẫn có cơ hội lên được 2 tỷ đam. Cố gắng sử dụng rau trắng này nhiều lên để lên 2 tỷ đam. Ủa sao mình không sử dụng rau trắng ở dưới này, quên mất, nếu mình sử dụng rau trắng dưới này thì chúng ta sẽ được nhiều đam hơn. Đúng bài luôn, xài rau trắng dưới này anh em. Đấy, rau trắng dưới này chúng ta sẽ được nhiều đam hơn do nó được bút đam anh em ạ. Đấy đấy đó, sử dụng rau trắng dưới này chúng ta đã lên được 1.3 tỷ 4 nè anh em. Ý một ít thôi, chỉ cần một ít rau trắng dưới này thôi là chúng ta sẽ lên được làm rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi cũng lựa anh em, mà tôi cũng không muốn bán rau trắng tôi đặt lợi đâu, bán đặt lợi ông ta. Suy nghĩ bán đặt lợi chưa chắc là búp kịp nữa anh em, thôi cứ đứng trên này và đấm tay thôi anh em, được nhiều hàng nhiều. Đấy rồi, hiện tại anh em thấy đó, quay 60 chúng ta không thể nào mà net quay được nữa, bởi vì cái lượng quái đó bắt đầu hơn 100 con rồi. Giờ tôi nói là đó hơn 100 con quái thì chúng ta sẽ không net quay được anh em ạ, rất là nguy hiểm luôn. Thì chúng ta như đi Infinity thôi, chúng ta sẽ không thể nào mà net quay kiểu mà như vậy được, nó sẽ auto gọi là. Rồi nguy rồi, trời, con này 1.000.000 nó không bị làm chậm này, mà phải có cách nào làm chậm lại, làm chậm lại để chúng ta được nhiều đam hơn, làm chậm lại. Rồi ok, vậy là chúng ta sẽ không được 2 tỷ đam nha anh em. Nói chung là đó cũng một sự mà thất bại của tôi. Ủa à, thằng nô lệ tôi nó không kịp chỉnh cái, không kịp bắp tôi chưa luôn. Ủa nhưng mà cái con đó là con chạy nhanh nhất mà ta, tại vì cái sóng thần nó chạy, nó ủi, nó chạy ngược lên mà sao nó lại như vậy ta. Nói chung là có một điều thần kỳ đó mà nghe chúng ta đã thua trước khi mà con nó ủi vô nhà. Thì thôi, nói chung là đội hình mà có râu thì tôi đánh giá anh em là nó cũng mạnh nên mà, nhưng nó không có tệ lắm. Nhưng mà có một vài mảnh ghép trong đây thì chúng ta có thể nâng cấp lên được, kiểu như là con ngạo sư Escanor này chúng ta có thể thay vào một con nó nào mạnh hơn, cũng như là cái con Phật tổ này, nó hiện tại nó cũng không có còn mà trong meta nữa, anh em có thể thay nó bằng những cái con mà mạnh mẽ hơn, kiểu Mai Hốc với con kia cũng được. Nói chung là hình One Piece á thì nó sẽ mạnh mẽ hơn, còn mà tôi thì tôi thích là cái kiểu mà đa dạng nên tôi không thêm hạt nó vô, nếu mà thêm hạt nó vô thì chắc chắn nó sẽ mạnh hơn thật. Rồi thì nói chung là đánh giá đội hình tôi, đội hình này cũng ổn, không tệ lắm. Nếu mà anh em có cái mà ý tưởng về đội hình nào thì nhớ để comment cho mình sẽ cố gắng làm nó sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.